Bên cạnh việc cho phép thực hiện cuộc gọi với tốc độ 5G tối đa, thì camera selfie cũng chính là một trong những đặc điểm nổi bật của V21 5G với độ phân giải lên đến 44 megapixel, đồng thời hỗ trợ hệ thống chống rung quang học OIS và EIS mang đến nhiều đột phá mới trong việc chụp ảnh selfie. Bên cạnh đó, công nghệ hiệu ứng ánh trăng kép kết hợp cùng thuật toán chụp đêm AI thông minh còn giúp giảm độ mờ nhòe và tăng độ rõ chủ thể được chụp ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Trong khi đó, cụm camera sau được hỗ trợ độ phân giải lên đến 64 megapixel, camera góc siêu rộng và camera macro cũng được nâng cấp đáng kể. Ngoài ra, các tính năng chỉnh sửa video, làm đẹp khuôn mặt, chụp ảnh phơi sáng kép, quay video 4K trước và sau cũng được trang bị trên V21 5G. Máy được trang bị màn hình AMOLED kích thước 6.44 inch cùng độ phân giải Full HD. Dù thiết kế mỏng nhẹ nhưng V21 5G vẫn sở hữu viên pin 4000 mAh và được trang bị công nghệ sạc nhanh. Từ ngày 14 tháng 5, V21 5G sẽ chính thức được bán với giá 9.990.000 đồng, gồm hai phiên bản màu sắc là nắng hoàng hôn và xanh chàng vàng.